Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả của chương trình Phật pháp và đời sống. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con trong chương trình Phật pháp và đời sống do Phật sự online phối hợp với Viện Chuyên tu thực hiện đã được thỉnh mời Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó ban trị sự kiêm trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Viện chủ tu viện chuyên tu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được phép mạn đàm với Thượng tọa Thích Thiện Thuận một chủ đề rất hay và được sự quan tâm của nhiều Phật tử cũng như khán thính giả của chương trình Phật pháp và đời sống. Chủ đề ý nghĩa cao thượng của một vị xuất gia chân chính. Kính bạch Thầy, xuất gia là một hạnh lành và con được biết là không phải ai cũng có thể thực hiện được cái đại nguyện đó. Và con được nghe quý tôn đức giảng là có nhiều cái cấp bậc cũng như cái hạng người xuất gia. Thì xin bạch Thầy chia sẻ với đại chúng ngày hôm nay là có bao nhiêu cái cấp bậc xuất gia cũng như hạng người xuất gia trong cái quan niệm của Phật giáo. A Di Đà Phật, Thầy chào Định Long. Chúng con xin phép được kính chào quý chư tôn đức và tất cả quý Phật tử khán giả của kênh Phật sự online. Quả thật là xuất gia không phải là một cái chuyện đơn giản. Có thể nói nó là chung thân đại sự, việc lớn của cả một đời người. Cho nên xuất gia luôn được mọi người quan tâm, và người nào thực hiện được điều này thì tất cả các giới trong xã hội luôn tôn trọng. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, đó là phải ra khỏi nhà thế tục. Ra khỏi nhà thế tục không có nghĩa rằng là chúng ta cắt đứt tất cả những mối quan hệ của thân bằng quyến thuộc, mà chúng ta đừng để những phiền não từ nơi gia đình làm ảnh hưởng tới đời sống tu tập của chúng ta. Ý nghĩa thứ hai, đó là ra khỏi nhà phiền não. Nghĩa là người xuất gia phải tu tập bằng con đường giới định tuệ để có thể hóa giải tất cả những phiền não của hiện tại, và thậm chí ngay cả những phiền não vi tế nhất ở trong tâm của mình, để kiến tạo một đời sống an lạc. Cao cả nhất là ý nghĩa thứ ba, đó là ra khỏi nhà sanh tử của ba cõi. Xuất gia tu tập không phải vì cơm áo gạo tiền, không phải vì trốn tránh trách nhiệm, mà xuất gia chỉ với một mục đích duy nhất, đó là làm sao để chấm dứt được sanh tử khổ đau. Chính vì lẽ đó mà người xuất gia có một đời sống luôn nghiêm tịnh, tuân thủ những nguyên tắc do Đức Phật chế định, từ bản thân của chúng ta thực tập cho tới sự tương tác với cộng đồng tăng lữ trong tổ chức của giáo hội, để mỗi người xuất gia luôn trong sáng như một đóa sen làm quà tặng cho cuộc đời, không chỉ an lạc cho riêng mình mà còn là tấm gương để khơi nguồn cảm hứng cho người khác hướng về sự an lạc, giải thoát. Và tùy theo nhân duyên, nếu người ta xuất gia được thì tốt, còn nếu không cũng có thể tập theo hạnh của người xuất gia trong hoàn cảnh công việc và gia đình của mình ở tại nhà. Theo Đại Trí Đồ Luận thì có chia xuất gia ra làm ba loại. Một, đó là thân xuất gia, tâm không xuất gia. Có nghĩa là người đó chỉ cạo tóc ở chùa thôi, nhưng mà tâm còn vướng bận nhiều chuyện lợi danh, còn nhiều thứ tham dục nó chi phối cuộc sống của mình. Và loại thứ hai, đó là tâm xuất gia, thân không xuất gia, là chỉ cho những hành giả vì lý do nào đó họ chưa thể giải quyết được ở cuộc sống, gia đình, vợ con, những mối quan hệ xã hội và công việc làm, nhưng họ thực tập theo đúng như hạnh của người xuất gia trong hoàn cảnh cho phép của họ, về tu tập giới, về định, về tuệ.
Và hạng thứ ba được Đức Phật khen ngợi và làm mức chuẩn, đó là thân tâm xuất gia. Xuất gia cả thân lẫn tâm. Thân phải đoan nghiêm, phải giữ giới. Để giữ quay nghi cốt cách của một người xuất gia là mô phạm cho tất cả những Phật tử và những người yêu mến về Đạo Phật. Và đồng thời phải nỗ lực tu tập để tâm của hành giả xứng đáng là người ra khỏi nhà thế tục, để bắt đầu phát triển thánh hạnh của mình trên con đường diệt trừ phiền não, những kiết sử, những vô minh, để có thể sử dụng những thời gian nhiều nhất của mình cho định, cho tuệ, để có thể hướng tới niết bàn cứu cánh. Đó là hạng người xuất gia tối thượng, cả thân lẫn tâm đều xuất gia. Dạ vâng. Được thầy chia sẻ về các cái hạng người xuất gia với trong cái ý nghĩa của lời Phật dạy, tức là có ba hạng, thì cái hạng người xuất gia thứ ba là tối thắng, thầy. À, dạ vâng. À, thì trong cái ý nghĩa của xuất gia thì con cũng được nghe cái câu là các ái từ thân, thì xin thầy giải thích thêm về cái việc mà mình, cái câu này nó mang cái ý nghĩa như thế nào. Có thể nói một cái lễ mà thế phát xuất gia nó rất là ý nghĩa, vì ngay nơi đó nó đã gợi lên một cái ý khí rất là thanh thoát, cao thượng cho người bước vào một cái con đường mà trong giới tu sĩ luôn khuyến khích, đó là đi ngược với dòng đời. Khi thầy bổn sư của mình cắt một mái tóc, một nhánh tóc đầu tiên, hòa thượng nhắc nhở như thế này: giao thứ nhất thầy cắt mái tóc này của con, tóc của trần thế trả lại cho trần thế. Con phải phát nguyện đời đời luôn làm những việc thiện. Cắt một nhánh tóc thứ hai, thầy nhắc nhở con: tóc của phiền não trả lại cho phiền não, để con nỗ lực tu tập đoạn trừ tất cả các điều ác trong đời này và tất cả những đời về sau. Giao thứ ba, cắt mái tóc này, tóc của mẹ cha, gửi lại mẹ cha. Bằng cả ân tình đó, con biến nỗi buồn chia cắt bằng sức mạnh của thệ nguyện, để nguyện độ tất cả chúng sanh, làm món quà đáp đền ân sinh thành. Sau đó cái vị thầy bắt đầu mới chính thức cạo tóc cho mình. Thì cái vị thầy khi cạo tóc cho mình thì có đọc một bài kệ mà gửi gắm cả cái tâm tư của người thầy dành cho người đệ tử, và cũng để bắt đầu hướng dẫn cho đệ tử của mình xây dựng một thệ nguyện. Và thệ nguyện đó không phải chỉ dừng lại ở kiếp người này, mà nó được tiếp nối ở những đời vị lai. Từ hôm nay cho đến cùng tột tương lai, con phải luôn nhớ những điều này. Bắt đầu vị thầy mới đọc một bài kệ: thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Bài kệ này có nghĩa là: tốt lắm người con trai, hiểu rõ được vô thường, xuất gia mở đạo thánh, nguyện độ khắp trời người. Đây không phải chỉ là lời nhắc nhở, mà nó là thệ nguyện của bao thế hệ xuất gia tu sĩ từ thời Đức Phật cho đến bây giờ. Xuất gia không phải chỉ cạo tóc, chỉ mặc áo đạo, mà xuất gia là để mở mang đạo giải thoát của Đức Phật. Và mục đích cuối cùng đó là giúp cho những ai hữu duyên có thể vượt qua được sanh tử khổ đau bằng chính ánh đạo giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy lại cho chúng ta. Cho nên để thể hiện đầu tiên nhất, đó là bạn phải cắt ái ly gia. Bạn muốn độ cho tất cả nhiều người bằng ánh đạo thì không thể bạn ngồi ở tại nhà, cho nên bạn phải rời xa gia đình,
Các Aliya có nghĩa là chúng ta dừng lại những sự luyến ái của người thân và mình rời gia đình. Cắt lìa sự luyến ái có nghĩa rằng chúng ta quyết chí để chúng ta đối diện với lại sự tham đắm đã làm cho mình khổ, và mình quyết định mình lìa nó. Chứ không phải mình cắt cái mối quan hệ với gia đình. Xuất gia rồi thì ba mẹ vẫn là ba mẹ của mình, anh chị em vẫn là anh chị em, thầy cô giáo dạy học cho mình vẫn còn nguyên đó. Nhưng với sứ mạng của người xuất gia, chúng ta không để những tình cảm thường tình của thế gian trói buộc mình, làm hạn chế đi cái thệ nguyện mà làm cho đạo giải thoát được lan tỏa. Cho nên thiền sư Linh Hữu mới nhắc nhở người xuất gia như thế này: phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tư ân, bạc tế tam hữu. Có nghĩa rằng phàm người xuất gia là bước lên một phương trời cao rộng, tâm và hình khác với người thế tục. Để làm gì? Để nối thành cái hạt giống giải thoát của bậc thánh, để có thể cứu giúp được chúng sanh đau khổ trong ba cõi, và chúng ta có thể hàng phục được những thế lực xấu bất thiện. Cái đó gọi là chấn nhiếp ma quân. Làm những điều đó mới được gọi là đền đáp ân của Phật, của người xuất gia. Dạ, con nghe thầy chia sẻ về cái ý nghĩa của một cái người xuất gia thì con thật sự rất là xúc động, bởi vì cái tâm lượng đó nó rất là to lớn, không chỉ là cho bản thân mình mà còn là một cái hạnh nguyện để độ sinh, giáo hóa cho chúng trời người. Lúc nãy thầy có chia sẻ là khi mà cái một cái người xuất gia thì sẽ phải cắt ái từ thân, ly gia, nhưng mà không có rời bỏ những cái trách nhiệm với gia đình. Vậy thì họ sẽ ứng xử như thế nào với các cái mối quan hệ mà thế tục của mình, ví dụ như với ba mẹ, hoặc là những cái mối liên hệ xung quanh sau khi chọn cái con đường thế pháp xuất gia, thưa thầy? Có thể nói Đình Long hỏi một câu hỏi rất là thông minh, rất là hay. Tại vì chúng ta không có phủ nhận có một vài tu sĩ xuất gia của chúng ta thật sự là cư xử chưa đúng với là điều Đức Phật dạy về cái vấn đề mà duy trì mối quan hệ với người thân trong gia đình. Đức Phật dạy một thầy tỳ kheo phải có trách nhiệm chăm sóc ba mẹ của mình, nuôi dưỡng ba mẹ của mình khi ba mẹ không còn người nào thân chăm sóc. Và việc làm cần thiết nhất đó là thầy tỳ kheo có thể đi khất thực để chia bớt phần thức ăn đó phụng dưỡng cha mẹ. Khi cha mẹ tuổi già bóng xế, sống trong cảnh neo đơn không ai chăm sóc, Đức Phật phải nói dạy thầy tỳ kheo tu tập không phải chỉ vì lý tưởng thoát ly để giải thoát sanh tử, mà phải có trách nhiệm với lại người thân của mình, gần gũi nhất là ba mẹ, hết sức là nhân văn. Chứ không phải bảo rằng là con xuất gia rồi con không có trách nhiệm, không phải như thế. Không phải như thế. Cho nên người xuất gia vẫn phải kịp thời để mà chăm sóc gia đình, chia sẻ với người thân, với những mối quan hệ thân thiết nhất, đó là cha mẹ. Còn với anh em thì nếu như là anh em không còn nơi nương tựa, ba mẹ chết hết, anh em không còn khả năng để tự chăm sóc cho bản thân mình như bệnh nặng, thì ngay cả các thầy tỳ kheo cũng được phép chăm sóc người thân của mình theo điều kiện cho phép. Tối thiểu nhất đó là đời sống phạm hạnh thầy tỳ kheo được bảo đảm, thì đi khất thực về chia một phần để chăm sóc cho người thân. Có như thế, chúng ta mới kết thêm quyến thuộc bồ đề từ cái tinh thần trách nhiệm với người thân. Chứ không có nghĩa là chúng ta lạm dụng mối quan hệ đó mà chúng ta chăm sóc người thân không đúng cách, hoặc giả là chúng ta làm những điều
mà khiến cho người ngoại đạo hay người đời người ta dị nghị rằng Sa môn lại lạm dụng tài sản của thường trụ Tam Bảo, thì cái đó là rất là tội lỗi. Vậy là cái việc mà ứng xử trong cái câu chuyện các mối quan hệ gia đình, các mối quan hệ thế tục của cái người xuất gia phải rất là khéo và đúng theo cái lời dạy của Đức Phật như thầy chia sẻ, phải không ạ? Ở đây thì chúng con muốn trở lại với một cái từ, những cái danh từ mà người ta có thể dành để gọi một cái vị xuất gia, ví dụ như là sa môn, tỳ kheo, thì cái cách gọi đó nó xuất phát từ đâu và mang cái ý nghĩa như thế nào? Bởi vì có rất nhiều người cũng không hiểu được những cái danh từ để gọi các cái vị xuất gia. Danh từ sa môn thực sự là có trước khi Đức Phật ra đời ở Ấn Độ để chỉ cho các tu sĩ của các tôn giáo thời bấy giờ. Tại vì ở Ấn Độ nó có một cái truyền thống là nam nhân còn nhỏ thì được cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, học hành, rồi lớn lên lập gia đình, rồi gây dựng sự nghiệp xã hội. Khi nào ổn định thì những người đàn ông đó bắt đầu họ hướng tới cái chuyện tâm linh, họ tu đạo. Và có thể nói rất là nhiều những giáo phái, những đạo giáo mà có trước thời Đức Phật, thì tất cả những người mà sau khi sắp xếp hết gia đình đi theo những đạo phái đó để tu tập, thường là họ vào rừng, họ không có ở nhà, thì những vị đó được gọi chung là sa môn. Sa môn là một thuật ngữ chỉ cho những người xuất gia tu tập. Nó có cái ý nghĩa rất rõ ràng là siêng năng tu tập để dứt tất cả những điều ác, siêng năng tu tập để phát triển những điều thiện, đồng thời tinh cần đối với thiền định để hướng tới Niết Bàn. Đó là ý nghĩa của sa môn. Cho nên khi Đức Phật giáo hóa cho các thầy tỳ kheo thì không muốn làm thay đổi những quan điểm của xã hội, cho nên Đức Phật đã rất là khéo léo sử dụng lại cái danh từ sa môn chỉ cho các tu sĩ, để chỉ cho các tu sĩ của đạo của mình. Đó là danh từ sa môn. Thì người mà chứng được quả A-la-hán thì gọi là đại sa môn. Và riêng Đức Phật thì cũng được tôn xưng là bậc đại sa môn. Cho nên ngày xưa người ta gọi Đức Phật, các giáo sĩ thời bấy giờ đã gọi Đức Phật là Sa môn Gotama, tức là Sa môn Cồ Đàm, ông Sa môn Cồ Đàm. Thì chúng ta thấy được rằng cái thuật ngữ sa môn này, cái danh từ này là chỉ chung cho tất cả các tu sĩ, và nó là cái tiếng nối đầu để ghép với lại cái tên của một tu sĩ nào đó. Đó là một cái danh từ thông xưng. Còn tỳ kheo là rõ ràng chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới có tỳ kheo, là nam xuất gia, và nữ xuất gia thì gọi là tỳ kheo ni. Và trong chúng xuất gia của Đức Phật, ngoài tỳ kheo ni còn có sa di, sa di ni và thức so, gom lại tổng cộng chúng ta có 5 chúng đệ tử xuất gia của Đức Phật. Dạ vâng. Con nghĩ những cái kiến thức này rất là cần thiết cho những cái người Phật tử, và để mà trở thành một cái vị sa môn hay là một cái vị tỳ kheo ni chân chính thì cái người tu đó phải có cái quá trình học hay rèn luyện như thế nào trong cái đời sống cũng như trong các cái công việc Phật sự, thưa Phật Thầy? Thời của Đức Phật thì bất luận ai có duyên với Đức Phật thì Đức Phật được tiếp nhận. Và khi tiếp nhận ở tuổi 20 trở lên thì những vị đó nghiễm nhiên được gia nhập giáo đoàn của Đức Phật. Nam nhân thì được gọi là tỳ kheo, nữ nhân được gọi là tỳ kheo ni. Vì tất cả những vị này đều có một nhân duyên đặc biệt, được gặp Đức Phật, được sống gần Đức Phật, được Đức Phật chỉ dạy. Riêng ở bên ni thì người mà được Đức Phật giao phó để quản lý về ni chúng đó là tôn giả Kiều Đàm Di. Duy nhất có một trường hợp, đó là La Hầu La xin Đức Thế Tôn đi tu, nhưng mà tuổi còn trẻ.
Cho nên từ đó Đức Phật mới dạy Tôn giả Xá Lợi Phất làm thầy bổn sư thế độ cho chú Lào La. Và người tu sĩ trẻ này chúng ta gọi nôm na là chú Tiểu, còn ở trong Phật giáo gọi là một chú Sa Di. Chú Sa Di là một chú phát nguyện tu tập, lập hạnh tỳ kheo giống như các thầy lớn, phải nghiêm túc ngay từ nhỏ và được thầy thế độ của mình hướng dẫn trực tiếp. Cho nên khi xuất gia ở Việt Nam bây giờ, nói riêng và tất cả các nước nói chung, đều phải tuân thủ theo một quy định, đó là hệ xuất gia là phải tập sự. Thời gian tập sự vào trong chùa để quan sát, để nghe và để nhìn. Nghe vị thầy mình, nhìn vị thầy mình làm những gì, nói những gì và mình tập theo. Để tự rèn luyện về cái tinh thần hướng thiện của mình tuyệt đối, nhằm xây dựng thệ nguyện của mình, đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cho nên thấy được rồi, cái vị thầy của mình mới cho mình thế pháp. Thì thời gian mà tập sự đó, dân gian gọi là làm công quả. Khi được thầy thấy mình có đủ cái đức hạnh có thể sống đời xuất gia, thì mới cho làm lễ thế pháp, mới được làm chú Tiểu. Làm chú Tiểu một thời gian rồi, thấy phẩm hạnh được, có phát triển về những cái hạnh lành và có cái khả năng dứt trừ đi những tập khí xấu như là tham sân, ích kỷ, ở dơ, nhiều chuyện vân vân, những thói quen xấu ở ngoài thế tục đó là có khả năng dứt trừ, thì vị sư phụ đó mới cho chú đệ tử của mình, chú Tiểu đó, được thọ giới Sa Di. Thọ giới Sa Di là một chú Sa Di thọ 10 giới, và thọ 10 giới này cũng chỉ là để thực tập, để tập làm một thầy tỳ kheo tối thiểu 2 năm. Đủ 20 tuổi thì mới được cho thọ giới tỳ kheo, nếu xét chú Sa Di này có đủ phẩm hạnh, có đủ tư cách để có thể thọ được giới tỳ kheo. Còn chưa đủ 20 tuổi vẫn chưa được thọ giới tỳ kheo, cho dù những chú Tiểu đã vô chùa 10 năm, 20 năm làm Sa Di vẫn không được. Tất cả đều tuân thủ theo những quy định Đức Phật chế, và tất cả những điều đó được chép lại trong. Cho nên dựa trên cơ sở của tứ phần luật, các thầy nhận đệ tử phải dạy nghiêm ngay từ bước chân vào chùa, làm công quả một thời gian rồi mới cho thế pháp xuất gia, thế pháp xuất gia một thời gian rồi mới cho thọ giới Sa Di, thọ giới Sa Di một thời gian cũng không phải là dài hay ngắn, mà đủ để cho các chú này có thể nuôi lớn được thệ nguyện của mình để thực hiện cái ước mơ là trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thì mới chính thức cho thọ giới tỳ kheo. Thọ giới tỳ kheo xong rồi cũng không có nghĩa rằng thầy đã là người lớn, mà còn phải nương với sư phụ của mình ít nhất 3 năm. Tân tỳ kheo tam niên bất đắc ly sư nhất bồ. Một thầy mới thọ giới tỳ kheo 3 năm đầu không được lìa thầy một bước. Để làm gì? Để thầy mình tiếp tục dạy dỗ, trui rèn và quan sát phẩm hạnh của mình trước khi mình du hóa hoặc gieo duyên. Thì Long thấy đó là một quy trình khá nghiêm khắc. Nếu chùa nào, vị thầy nào, vị cô nào nhận đệ tử cũng đúng quy trình này, thầy tin chắc rằng sẽ không có những trường hợp tặc trụ tòng lâm, hoặc là có những kẻ mượn đạo tạo đời. Đúng như thầy chia sẻ là cái quy trình hay là cái quá trình mà rèn luyện để trở thành một cái vị tỳ kheo, một vị sa môn chân chính là một cái quá trình khá dài và cũng rất là bài bản theo cái luật nghi của nhà Phật. Cái điều này con cũng nghe được các cái vị tôn đức trăn trở rất là nhiều trong cái việc mà chúng ta dễ dàng xuất gia hay là dễ dàng cho đi thọ giới, thì trong cái vai trò của một cái người làm công tác giáo hội cũng như là giáo hóa đồ chúng, thì thầy có một cái góp ý nào trong cái công tác đào tạo cũng như là cho xuất gia thọ giới với các cái vị nghiệp sư không? Đây là một vấn đề khá tế nhị, thưa Đình Long.
thì căn cứ theo quy chế của Ban Tăng sự Trung ương thì có quy định về vấn đề mà nhận đệ tử và cho đệ tử đi thọ giới rất là rõ ràng. Tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp ngoại lệ. Thời chiến tranh của thập niên 30, 40 cho tới thập niên 60, Phật giáo chúng ta không có điều kiện để tổ chức giới đàn, cho nên có nhiều vị được đặt cách thọ tam đàn cụ túc, tức là vừa thọ sa di, vừa thọ tỳ kheo, vừa thọ bồ tát giới cùng một giới đàn. Nhưng đó là những trường hợp đặc biệt đối với lại những vị giới tử đã từng được ở chùa trên 10 năm, có phẩm hạnh tốt, chỉ vì không có điều kiện giới đàn tổ chức mà đi thọ giới. Cho nên các vị nghiệp sư, các vị bổn sư đã quan sát được căn cơ, hiểu được tâm nguyện của những vị đệ tử, cho nên đặt cách cho thọ tam đàn cụ túc. Phương tiện mãi mãi là phương tiện, không thể thay thế được cho cứu cánh. Cho nên chúng con kính mong quý chư tôn đức các bậc cao minh luôn vận dụng phương tiện tốt với những trường hợp thật sự là đặc biệt, để chúng ta góp phần lập lại trật tự kỷ cương của giáo hội từ những cá thể đó là tu sĩ của chúng con. Dạ thưa thầy, thì trong cái sinh hoạt của các chùa cũng như là một số cái hệ phái hiện nay ở Phật giáo, trong lòng Phật giáo Việt Nam đó, thì có những cái khóa tu mà xuất gia gieo duyên đó, thưa bạch thầy, thì thầy thấy cái những cái khóa tu này nó có cái ý nghĩa như thế nào và có nên được phổ biến để cho những cái người mà chưa có cái điều kiện để mà xuất gia chính thức được tham gia một cái khóa, trở thành một cái người tu ngắn hạn, được sống nếp sống tăng đoàn không thưa thầy? Cũng có vài người có những cái ý kiến chưa đồng thuận lắm đối với lại cái chương trình xuất gia gieo duyên của một số vị tôn túc và một số chùa tổ chức gần đây. Nhưng thực ra xuất gia gieo duyên nó chỉ là một hình thức khác của tu bát quan trai giới thôi. Bát quan trai giới là do Đức Phật chế định cho những vị cư sĩ thời Đức Phật, họ bận nhiều việc do gia duyên, do quốc gia, nhưng mà họ muốn tu tập giống như người xuất gia, chẳng qua chưa xếp được công việc. Và từ đó Đức Phật dạy những vị này tu tám giới trong một ngày một đêm, thì công đức cũng không khác gì người xuất gia. Thì ngày nay chúng ta vẫn còn duy trì lại cái hình thức tu bát quan trai giới, nhưng mà để mở rộng thêm, để nhằm mục đích khuyến khích cho giới trẻ và cho các Phật tử lập hạnh xuất gia, để các vị đã có cái suy nghĩ chín chắn hơn về đời sống xuất gia và tìm hiểu rõ ràng hơn. Cho nên các chùa tổ chức cái chương trình xuất gia gieo duyên ở trong Phật giáo gọi là đoạn kỳ xuất gia, tức là xuất gia ngắn hạn. Thì có thể nói Phật giáo nguyên thủy vận dụng cái hình thức này khá linh hoạt. Xuất gia để báo hiếu, báo hiếu với cha mẹ, xuất gia để củng cố niềm tin với những người thân, và xuất gia thậm chí đối với chính mình để xác nhận được cái mục đích của mình mai mốt trong cuộc đời ở góc độ nào, quản lý xã hội vẫn là những người hướng thiện tuyệt đối. Cho nên thầy thấy có một vài người họ nghĩ rằng là xuất gia gieo duyên này nó cần phải có tổ chức quy củ hơn, rõ ràng hơn, chứ không có phải là chúng ta tổ chức kiểu đại trà. Nhưng ý kiến khách quan của một vài người thì họ thấy rằng xuất gia gieo duyên rất là tốt, vì họ rất thích xuất gia, nhưng vì điều kiện họ chưa thể. Cho nên xuất gia gieo duyên nó trở thành một cái nơi để cho họ đến, họ gửi gắm cái tâm nguyện của họ. Và đồng thời họ cũng đang gửi cái thông điệp rằng họ muốn xuất gia cho người thân, cho gia đình, để được đón nhận sự hợp tác, sự ủng hộ của người thân, của gia đình. Cho nên thầy nghĩ đây là một điều tốt chứ không có xấu. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tổ chức cho nó đồng bộ
và nó phải có một cái bộ quy tắc gì đó được gọi là, tạm gọi là cái lề lối, cái cương lĩnh thống nhất cho vấn đề tổ chức xuất gia GMG. Có một lần thầy tới Penang ở Malaysia, thầy có tham dự cái chương trình đoạn kỳ xuất gia này một tháng. Và họ tổ chức hay tới cái mức là con em họ vào tham dự khóa tu này thì ba mẹ sẽ tham gia ở một cái khóa tu khác của chùa. Cho nên thế là cả ba mẹ và con cái đều được vào trong chùa để tu tập trong một tháng. Và họ hành trì rất là hay. Đây là của cộng đồng người Hoa ở tại đất nước Mã Lai, là cái đất nước mà Hồi giáo chiếm đa số. Họ tổ chức hay tới cái mức là các thời khóa của các thầy tụng kinh, tọa thiền, bái sám và đi xuống phố các tầng vẫn được duy trì trong một ngày. Thầy được tham gia, thầy thấy hay vô cùng. Và thầy chứng kiến mấy đứa nhỏ nó mới tới, nó khóc. Nó chưa quen. Nhưng tới khi về nó cũng khóc vì nó lưu luyến. Nó cảm thấy nó thích hợp, và có những em đã xin được phát nguyện xuất gia trọn đời. Không về với gia đình nữa. Lúc đó ba mẹ cũng khóc. Khuyến khích con tu, nhưng mà khi con quyết định tu thì ba mẹ cảm thấy buồn quá, con đứa con duy nhất. Nhưng mà sau những giọt nước mắt đó là cái niềm tự hào, ba mẹ đi khoe, ồ con em xuất gia đấy nghe chị, em con xuất gia luôn. Mình thấy rõ ràng đây vẫn là nền tảng để phát sinh được cái đời sống tu tập phạm hạnh cho các em xuất gia, và nó cộng hưởng cho đến người thân gia đình. Như vậy cái con đường giới định tuệ đã được thiết lập. Nếu bất kỳ ai tu tập pháp môn nào, hình thức nào được xây dựng trên nền tảng giới định tuệ, người đó đều đang hướng đến Niết Bàn. Đây là điều Đức Phật dạy. Dạ vâng. À, như thầy nói là cái xuất gia là một cái hình thức để mà báo hiếu rất là tốt. Tuy nhiên là có nhiều người ở ngoài đời, người ta nghĩ rằng là trời đi xuất gia là bất hiếu với bố mẹ của mình. Thì cái quan niệm giữa báo hiếu với lại không báo hiếu trong cái sự tranh luận giữa đời và đạo như vậy, thì thầy giải thích thêm để cho các Phật tử được hiểu hơn về cái ý nghĩa về xuất gia là báo hiếu thế này. À, vẫn là sự tranh cãi về những nếp suy nghĩ thế nào là báo hiếu. Có một số người nghĩ rằng là mình phải ở bên cạnh ba mẹ, rồi chăm sóc ba mẹ, lo đời sống vật chất cho ba mẹ, đó là báo hiếu. Đạo Phật không phủ nhận điều này, cái đó gọi là hiếu dưỡng. Nhưng mà để làm được những điều đó, các em cần phải có cái tâm hiếu. Chứ nếu không có tâm hiếu, nó cũng chăm sóc ba mẹ, nhưng mà có thể là nó chỉ mướn shipper chăm sóc, mướn bác sĩ chăm sóc. Nếu các em đã có tâm, nó rót một ly nước, nó nấu một chén cháo thôi, ba mẹ hạnh phúc lắm. Có hiếu tâm thì hiếu dưỡng nó mới trọn nghĩa. Nhưng mà nếu mình chăm sóc ba mẹ về vật chất đi, thì chúng ta cũng chỉ chăm sóc được cho một đời này thôi. Điều quan trọng làm sao cho ba mẹ vui đến cuối đời, để làm hạt giống lành cho đời sau ba mẹ được an vui. Thì chăm sóc đời sống tâm linh, tình cảm cho ba mẹ, cái đó Đạo Phật gọi là hiếu đạo. Giúp cho ba mẹ hiểu được thế nào là nhân quả tội báo, để ba mẹ tự ý thức và điều chỉnh cảm xúc của mình, điều chỉnh hành nghiệp của mình. Thì hay nói một cách khác hơn, chúng ta đang giúp ba mẹ tu thiện, để ba mẹ không phải khổ sở đời này và đời sau. Đó gọi là hiếu đạo, báo hiếu cao tột nhất. Chứ không phải chúng ta phải ép mình ở bên cạnh ba mẹ, cung cấp đầy đủ vật chất cho ba mẹ, nhưng mà quát tháo nạt nộ ba mẹ, rồi làm những cái điều trái can thường đạo lý, khiến cho ba mẹ đau buồn, mang tiếng xấu, rồi ảnh hưởng tới tâm lý, thì như thế có phải là báo hiếu hay không? Dạ vâng. À, chia sẻ của thầy con nghĩ là cũng gợi ý ra cho những cái người mà phát tâm học Phật để có thể thực hiện cái hạnh hiếu của mình một cách trọn vẹn và có cái cách báo hiếu cho nó cao tột nhất như thầy chia sẻ. Thầy xin phép nói thêm chỗ này. Cho nên người xuất gia không có bất hiếu đâu. Chỉ có không có ở bên cạnh ba mẹ để chăm sóc thôi. Đó. Nhưng mà Đức Phật dạy rồi, mình được quyền, người xuất gia được quyền chăm sóc ba mẹ. Trong những trường hợp
ba mẹ là người già neo đơn không ai chăm sóc. Mình được chăm sóc bằng cách đi khất thực mà. Thời xưa đi khất thực, bây giờ thì giáo hội không cho phép đi khất thực nữa. Vì có nhiều cái trường hợp là làm giảm lòng tin bởi những tu sĩ giả. Cho nên khất thực mang tính cách là hình thức. Thì bây giờ mình, người xuất gia vẫn có thể đưa ba mẹ vào chùa để mình tiện vừa tu tập, vừa lo Phật sự mà vừa chăm sóc ba mẹ. Nhưng quan trọng là người xuất gia mình chăm sóc ba mẹ ở chùa như thế nào, để cho ba mẹ hiểu được rằng mình ở chùa mình cũng là một thí chủ, cũng là một Phật tử, chứ không phải mình là mẹ của trụ trì. Để cái điều đó nó trở thành một cái bức tranh đẹp, không có một lỗi gì, cho người khác người ta cảm nhận được rằng Phật giáo rất nhân văn, rất đạo đức và rất hiếu nghĩa. Và con thấy cũng có những cái vị tu sĩ mà chưa phải là trụ trì, nhưng mà khi bố mẹ bị bệnh thì cái vị ấy cũng được về chăm sóc ở tại nhà, phải không? Đúng rồi. Như trường hợp ở chùa thầy có một thầy, mẹ bố mất rồi, mẹ ốm nặng, thì thầy vẫn cho phép thầy đó về một tháng để chăm sóc mẹ ở bệnh viện rồi về nhà. Chuyện đó bình thường. Tức là người con vẫn được thể hiện cái sự thương yêu, chia sẻ cái khó khăn với ba mẹ của mình. Đúng rồi. Rồi cộng thêm cái văn hóa ứng xử. Ở chùa thầy cũng trích ra một khoản từ cái quỹ của chùa để làm quà tặng cho thầy đó về nhà chăm sóc cho mẹ. Chứ cá nhân các tu sĩ ở chùa thầy không có tài sản riêng, ngay cả thầy cũng vậy, cũng không được giữ tiền riêng. Tất cả đều là của chung của Tam Bảo. Thì thống nhất của tập thể toàn thể các thầy tỳ kheo trong chùa, thì đó là quy định chung của chùa thầy. Các thầy về chăm sóc ba mẹ đều có quà, tùy theo cái khả năng của chùa chia sẻ để chăm sóc về thuốc thang, về viện phí và chi phí đi lại, để không phải về nhà làm gánh nặng cho gia đình. Nhưng cũng không phải thái quá để lạm dụng của thường trụ là không được. Để tránh đi cái chuyện mà gia đình mình có khi sẽ ỷ lại. Có một cái câu hỏi, tuy là nó cũng rất là đơn giản, nhưng mà nó ra nằm trong cái ứng xử xưng hô với nhau đó, thầy. Thì khi một cái người xuất gia thì vẫn gọi là ba mẹ, còn ba mẹ thì gọi người xuất gia đó. Thì gọi bằng con. Mình có xuất gia, mình làm thầy thiên hạ thì mình cũng là con của ba mẹ. Nhưng nếu ba mẹ mình là một người Phật tử thuần thì sẽ biết cách xưng hô. Gọi bằng thầy, thầy tỳ kheo. Con mình xuất gia là tỳ kheo thì gọi thầy là thầy tỳ kheo, một cách khách quan để người ta thấy được rằng ba mẹ của thầy ấy đang tu tập rất là nghiêm túc. Chứ còn ba mẹ gọi bằng con giống ngày xưa là cái chuyện bình thường thôi, tại vì ba mẹ của mình cơ mà. Nhưng mà để cho mọi người thấy được rằng sự phát tâm ủng hộ của ba mẹ, thì ba mẹ đang tu tập rất là tốt, cho nên cách xưng hô cũng thay đổi, gọi bằng thầy là thầy tỳ kheo, chứ không phải gọi cái thầy đó là ông thầy của mình. Mà đây là danh xưng thầy tỳ kheo, chú Sa Di, như mấy chú Sa Di chùa thầy về nhà, ba mẹ các chú cũng kêu chú, chú Minh, chú Đức. Tự nhiên thầy thấy rất là dễ thương, vì mình biết rằng gia đình này rất hiểu đạo. Như từ đầu thì chúng con cũng có chia sẻ với thầy là đặt cái vấn đề đó là cái một cái người mà khi mà mộ đạo, hiểu đạo thì xuất gia là một cái con đường cao tột để dự vào cái hàng thánh, để có thể chứng được thánh quả. Nhưng mà cái người Phật tử bình thường thì có thể tu tập để chứng đến thánh quả không? Có thể khẳng định rằng nếu ai tu tập đúng với lại những điều Đức Phật dạy từ nơi Tứ Thánh Đế, đặc biệt đó là thực hành 37 pháp trợ đạo, và nếu thu gọn lại đó là ba chánh đạo, từ nhận thức cho nên xác quyết được niềm tin vào chân lý và thực tập những lời Phật dạy, thì bất luận ai cũng là hành giả và đạt được cảnh giới giải thoát giống như nhau. Không riêng xuất gia, tại gia cũng có khả năng chứng được các quả thánh, từ quả thứ nhất tới quả thứ tư là A-la-hán. Chứng quả thì bình đẳng như nhau, quan trọng là hành giả thực tập có đúng hay không. Thì trong bát chánh đạo này,
chánh kiến là đứng đầu. Nếu một hành giả mà không có chánh kiến, nhận thức sai lầm, thì quá trình tu tập của mình sẽ khó mà đạt được cái kết quả như mong đợi. Thậm chí nó còn bị lệch và bị sai, đưa qua một cái ngã rẽ khác, có khi sẽ là hệ lụy đau khổ cho mình, cho những người khác quý mến mình, cộng nghiệp với mình. Dạ. Như vậy thì cái việc tu nó quả là một cái việc rất là cần cái sự chánh kiến. Và cái đó nó giống như một cái cửa mở để mình đi đúng hướng, phải không thưa thầy? Đúng rồi. Và trong cái khi mà thầy nhận đồ chúng thì thầy có cái lời dạy hay là lời khuyên nào dành cho một cái người xuất gia trẻ, thưa thầy? Cái này cá nhân của thầy, cá nhân của chùa thầy. Khi mà có một em cư sĩ nam tới mà xin xuất gia, thầy sẽ hỏi các em đó một vài câu. Thí dụ, nguyên nhân nào để con quyết định xuất gia? Tùy theo cái cách nói của em đó trả lời, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các em biết được con đường xuất gia không phải là con đường nó đơn giản. Để các em hiểu được rằng nếu suy nghĩ xuất gia chỉ là để bớt buồn, bớt phiền, để tránh đi những cái phiền phức xã hội, thì đó không phải là cái giải pháp để cho các em có thể đi trọn vẹn trên con đường này. Để xác định tư tưởng rằng xuất gia là việc của một đời người, không phải chỉ là một đoạn đường ngắn để cầu đạo giải thoát, để làm lợi ích cho nhân sinh. Nếu bạn không có khả năng tự làm hạnh phúc cho mình thì làm sao bạn có thể làm hạnh phúc cho người khác? Xác định tư tưởng đó để mình mới phát nguyện được thượng cầu Phật đạo, hào hóa chúng sanh. Nãy thầy mới nói là phải siêng năng học tất cả những điều mà Đức Phật dạy, mà sư phụ biết cái vị này phù hợp với pháp môn này vì sư phụ đã dạy. Để độ chúng sanh, bắt buộc bạn phải tu tập, bạn phải có giới, bạn phải có định, bạn phải có những năng lượng tích cực hoàn toàn an lành để bạn có thể trao gửi sự yêu thương, sự quan tâm và sự hiểu biết đúng nghĩa từ bi trí tuệ của đạo Phật. Thì như thế mới có thể giúp người ta vượt qua được những khúc quanh cuộc đời. Bạn chưa độ được bạn thì làm sao bạn độ được ai? Chí ít bạn cũng vượt qua được một vài những tật xấu của bạn. Bạn phải chiến thắng được những cái sự giới hạn của bản thân của bạn. Phải xác định tư tưởng rõ ràng như thế. Sống đời tập thể, tôn trọng tập thể, có tôn ti trật tự rõ ràng và nương nơi đức của đại chúng để tu tập, chứ không phải cá nhân. Đó là giai đoạn đầu của bạn. Nhất định bạn phải ở trong chúng, bạn không có thể tách rời ra. Chứ không có cái chuyện mà tối hôm nay cạo đầu rồi ngày mai được làm thầy người ta, không có. Phải xác định tư tưởng ngay từ đầu như thế. Bạn có đồng ý không? Riêng môi trường viện tu, không điện thoại, không tivi, không giao tế bên ngoài, lo chuyên tâm tu tập. Nếu đồng ý thì bạn sẽ được ở đây, ở 3 ngày để bạn quan sát. Tại vì đó mới là lý tưởng thôi. Bạn phải quan sát môi trường này có phù hợp với bạn không? Pháp môn mà vị sư phụ trụ trì ở đây, chùa đây có phù hợp với tâm nguyện của bạn hay không? Sau đó 3 ngày rồi bạn trả lời. Trả lời rồi thì thầy mới chính thức cho được nhập chúng ở làm công quả. Phải ở trong chúng. Thì trong chúng có chúng xuất gia và chúng tại gia. Phải tác bạch giữa đại chúng, cả đại chúng đều biết. Chứ không phải một mình thầy làm trụ trì là thầy được quyền quyết định chuyện đó. Mà tôn trọng đại chúng. Ngày xưa bằng một pháp yết ma, các thầy tỳ kheo tối thiểu 4 thầy. Thì bây giờ mình tôn trọng cái tinh thần tập thể, tại mình trụ trì chẳng qua là giáo hội bổ nhiệm mình trụ trì thôi. Để mình làm cái công tác quản lý điều hành Phật sự ở cái cấp cơ sở đó. Chứ còn chùa là chùa của giáo hội quản lý thông qua sự đóng góp của bá tánh, chứ không phải của ông thầy trụ trì. Chùa không phải là tài sản cá nhân của thầy trụ trì đâu. Thì mình phải tôn trọng những tu sĩ ở trong chùa đó, trong tu viện đó. Ngày xưa là phải tác pháp yết ma. Những thầy tỳ kheo
trong chúng nó có biết được cái vị này đến đây vì mục đích gì. Có khi thiếu nợ, có khi là bị phạm pháp, xã hội đang truy lùng nó. Các thầy đó có những mối quan hệ, có khi sẽ biết ra, nhận ra điều này thì chúng ta sẽ có cái hướng xử lý. Bạn đồng ý rồi bạn mới được, bạn mới được tập sự bằng một cái phương pháp là tác bạch nhập chúng, coi như cách thức được ở trong chúng hợp pháp. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả của chương trình Phật pháp và đời sống. Vừa rồi chúng ta đã được nghe Thượng tọa Thích Thiện Thuận chia sẻ rất là nhiều cái góc nhìn để trở thành một cái vị tu sĩ chân chính. Đó là phải trải qua quá trình rèn luyện rất là có một cái quy trình đúng với cái sự chánh kiến trong sự tu tập và hành trì. Một cái quy trình để trở thành một tu sĩ chân chính là theo đúng luật, đúng pháp và gìn giữ cái giới một cách rất là nghiêm minh. Đó cũng là những cái gợi gắm mà chúng con nghĩ rất là cần thiết trong cái bối cảnh ngày hôm nay. Khi mà cái người xuất gia được dấn thân sâu hơn vào trong đời sống xã hội, được tham gia vào trong các cái hoạt động nó mang tính chất mở, ví dụ như là mạng xã hội. Và chúng con xin kính ơn Thầy Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã dành thời gian trao đổi mạng đàm về cái câu chuyện của một cái người xuất gia chân chính trong cái chủ đề rất ý nghĩa ngày hôm nay. Và chương trình Phật Pháp và Đời Sống do Phật Sự Online cùng với Viện Chuyên Tu thực hiện ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Và kính chúc quý Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý khán thính giả thân tâm thường an lạc, tinh tấn trên con đường học Phật, học Pháp của mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.